Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì xưởng đồ gỗ Long Thành sẽ gửi tới tất cả các bác một siêu phẩm kèm với chương trình khuyến mại tri ân lớn nhất trong năm nay của đồ gỗ Long Thành bên em. Và đó chính là combo 6 món khay chả chân quý được làm 100% từ gỗ hương tự nhiên. Đặc biệt là khi mua set combo 6 món trong ngày hôm nay thì tất cả mọi người sẽ được tặng 30 đôi đũa bằng gỗ tự nhiên. Như vậy là tổng 7 món mà giá chỉ là 950.000 đồng. 950.000 đồng cộng miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái mới cần thanh toán. Nếu như không đúng hàng này, không đúng chất lượng như là bên xưởng đã cam kết thì các bác có thể thoải mái trả hàng lại được. Chọn bộ 7 món sẽ bao gồm một khay trà chân quý gỗ hương, một hộp tiết kiệm, một hộp đựng trà, một cà tàn thuốc, một hộp giấy ăn và một lọ tăm. Bên cạnh đó thì chúng ta còn được tặng kèm tới 30 đôi đũa bằng gỗ tự nhiên. Các bạn hãy nhanh tay để lại số điện thoại dưới comment hoặc là inbox trực tiếp số điện thoại kèm với địa chỉ cụ thể sẽ được bên em lên đơn hàng sớm nhất và nhận được ưu đãi lớn nhất trong ngày hôm nay các bác nhé. Giờ em sẽ đi chi tiết từng món đồ để các bác cùng chiêm ngưỡng nhé. Đầu tiên là phải kể đến khay trà chân quý được làm bằng gỗ hương 100% tự nhiên với kích thước một siêu phẩm đồ gỗ được chạm khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết, kiểu dáng vô cùng sang trọng. Bên dưới thì còn có khay inox đựng nước thừa, các bác có thể thoải mái tháo lắp vệ sinh một cách dễ dàng. Và tiếp theo chính là hộp tiết kiệm gỗ hương đục mã đáo thành công với mong muốn đem lại thật nhiều tài lộc tài vượng cho gia chủ. Các bác hoàn toàn có thể tích cóp này, cất giữ tất cả những cái món đồ quý giá như là tiền bạc này, trang sức rất là thoải mái ở trong hộp tiết kiệm này, vô cùng an toàn với mã số két được đúc bằng đồng. Bên ngoài thì được đánh giấy giáp cẩn thận và vô cùng chắc chắn. Và em hộp tiết kiệm này còn có khe nhét tiền ở bên hông, như ở đây các bác có thể quan sát này, có thể sử dụng vô cùng đơn giản. Và siêu phẩm thứ ba đó chính là chiếc gạt tàn vuông nguyên khối được đục chữ phúc, một món đồ có lẽ rằng là không thể thiếu trong không gian phòng khách của mỗi gia đình đúng không nào, và rất chắc chắn và đẹp mắt như chúng ta đang quan sát ở đây ạ. Có khay đựng trà rồi thì chúng ta phải có cả hộp trà đúng không ạ? Và em có ngay đây hộp trà cũng được làm bằng gỗ hương tự nhiên 100% như các bác đang quan sát đây, rất là đẹp đúng không ạ? Với khóa bằng đồng như thế này thì đóng mở cực khít này, có thể đựng tới 2 lạng trà, bên trong và xung quanh thì được gia công và vệ sinh vô cùng sạch sẽ, tạo nên sự đẹp mắt trong căn phòng khách của gia đình mỗi khi mà chúng ta có khay trà và hộp trà như thế này ạ. Tiếp đến sẽ chính là hộp đựng tăm, cũng làm bằng gỗ, đậm nét truyền thống khi mà đã được chạm khắc hình cô gái Việt Nam, tay cầm nón lá, rất là duyên dáng. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu với các bác ở trong combo này, đó chính là hộp đựng giấy ăn, được in dập hoa văn trên bề mặt rất đẹp và được lọng hai bên mặt như vậy, có thể giúp cho chúng ta để khăn giấy được khô thoáng, tự nhiên, sạch sẽ hơn rất nhiều. Và đặc biệt là trong set đồ 100% từ gỗ hương cao cấp tự nhiên đến từ thương hiệu đồ gỗ Long Thành bên em thì các bác sẽ được nhận quà tặng thêm là 30 đôi đũa bằng gỗ hương theo mỗi set quà chỉ với giá là 950.000 đồng cộng với miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Các bác sẽ được sở hữu ngay trọn bộ 7 món đồ gỗ 100% gỗ hương tự nhiên được chạm khắc vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ đến từ thương hiệu đồ gỗ Long Thành các bác nhé. Các bác khi nhận hàng sẽ được kiểm tra hàng thoải mái này rồi mới cần thanh toán. Khi mà chúng ta kiểm tra hàng mà không đúng, các bác cứ trả lại cho em luôn. Các bác lưu ý thêm là số lượng set và quà bên em thì có hạn nên các bác hãy nhanh tay để không bỏ lỡ cơ hội này nhé. Đồ gỗ Long Thành bên em thì sẽ dành tặng 30 suất quà tặng đến 30 bác comment mua hàng đầu tiên ạ. Siêu phẩm như thế này thì có lẽ rằng là tất cả chúng ta không nên bỏ lỡ đúng không ạ?